Chào tất cả mọi người, mình là Trung Hồ Tiger. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video về trận chiến 2/2 cho các anh em xem. Mình có rất nhiều trận chiến. Ở đây các anh em thấy đây. Ở đây trận chiến này cũng hay. Trận chiến này thì cũng kéo dài 27 phút. Thì mình chỉ quay bằng trận chiến thôi. Hôm nay mình sẽ quay trận chiến 2/2. Thì trận chiến này là bắt cặp ngẫu nhiên nha các anh em. Thì mình tài khoản 24 và bắt cặp cùng 26, gặp hai người chơi thuộc gia tộc của FSG. Thì để các anh em thấy đây, thì với cái map gần như thế này thì về cái phần cơm bắt thì cũng kéo dài khoảng 20 phút, 25 phút với các anh em. Thì với chế độ triển khai mình tranh các vị trí hợp ở gần nhà mình thôi, thì không thể nào mà tranh chấp hợp xa hơn cái vùng mà mình quản lý được. Thì mình tài khoản 24 của mình là xanh lá cây, và đồng minh của mình là tài khoản 26 xanh dương. Ngay vị trí này là có sẽ xuất hiện những cái hộp bự tài nguyên, đây các anh em thấy đây, có hộp bự tài nguyên ngay vị trí này. Thì đồng minh của mình là tài khoản 26 có cho số lượng xe 1 và những cái con lính đi lên đây tranh cái vị trí hộp này, và mình cũng đồng thời cho số lượng lính của mình lên để tranh chắc cái vị trí hộp này các anh em. Thì tài khoản đỏ là tài khoản 26 và Tuấn, và tài khoản một người nước ngoài nữa là tài khoản cũng 26 luôn. Thì trận chiến này là mình 24 thôi, và đồng minh của mình 26. Thì 24 26 gặp 26 26, trận chiến này cũng rất căng go và rất hay. Thì mình muốn quay cái video này để gửi cho các em xem. Thì dạo này là mình không có cái thời gian để chơi nhiều, thì lâu lâu mình vào game để mình kiếm những trận chiến hay để làm những cái video thật hay để gửi lên up những cái kênh YouTube của mình để cho các em xem. Ở đây các em thấy cái hộp bự này vẫn trong sự tranh chấp giữa hai bên. Thì với cái map gần như thế này thì nghiêng là lại là nghiêng về phía bên đỏ nha các em. Trong trận chiến á, liên đoàn của mình, liên đoàn của mình thì đa phần những trận chiến 2/2 thì phải những cái map xa sẽ là thế hơn. Còn đỏ thì những cái map gần đa số là đều quân rất nhanh, tại vì xe của đỏ chạy rất nhanh nha các em. Lúc này mình cho số lượng những đơn vị của mình như T4, và mình lấn những cái lô cốt của mình lên vị trí này để cái tầm quan sát của mình được rộng hơn nha các anh. Đồng minh của mình cũng lên nhà quy cấp 4, và mình ưu tiên sản xuất ra xe. Đồng minh của mình thì vừa xe vừa không quân, thì phải có người không quân mới được. Trận chiến này mình cũng muốn làm up lên cái kênh YouTube cho các anh em xem, với mức độ mà cái sự cơm bắt mà trong trận chiến với những tài khoản 26 này như thế nào nha. Thì hai nhà gần nhau thì có thể hỗ trợ nhau tốt, nhưng mà với cái map mà mất lợi thế này thì bên những tài khoản đỏ và vàng nó có rất nhiều phương hướng để công, có thể là công phía sau này, có thể công trực diện nha các anh em. Thì lúc này tài khoản đỏ có sử dụng những đơn vị như khói để công vào phía trực diện như vị trí của mình, và vàng này cũng có một đám khói như vị trí này. Thì số lượng xe và rút của mình và siêu của mình cũng đã sản xuất ra có số lượng đủ để phòng thủ nha các anh em. Ở đây tài khoản vàng có sử dụng những đơn vị xe của anh ta và đám khói này để đi vào phía sau để đánh vào đồng minh của mình. Thì lúc này mình đang đánh trực tiếp vào tài khoản đỏ ha, số lượng xe của mình đây, mình đang đánh trực tiếp vào tài khoản đỏ. Đồng minh của mình đang chịu sự lấn áp của tài khoản vàng, tài khoản vàng đang công kích vào phía sau này. Thì mình trận này là mình chơi cặp ngẫu nhiên. Thì ngẫu nhiên của mình bắt cặp ngay tài khoản 26 và chiến gặp hai người tài khoản 26 này rất mạnh luôn, gia tộc EBS giờ. Để các em thấy đây, đồng minh của mình này chúng ta có xe tù, có những cái đơn vị như xe như chiến này được hỗ trợ cái đường công kích của tài khoản vàng ha. Thì lúc này mình công kích đỏ xem như cũng thất bại, vì mình cho số lượng quân của mình rút về nha các anh, rút quân về.
để thủ. Thì mình quay cái chế độ mà rộng màn hình rộng nhất để cho các bạn xem. Xem với mức độ một con bắt như thế nào nha. Còn khói vẫn còn xe. Với cái map này mà xe đỏ thì nó có cái lợi thế nó chạy rất nhanh nha các bạn. Xe xanh nó đỏ nó chạy không có nhanh bằng đỏ. Thì trận chiến này trận chiến mình chỉ bắt cặp ngẫu nhiên thôi chứ mình không có, thường mình chơi 2v2 thì mình luôn chọn những cái đồng đội mà hiểu ý đi chơi. Mà dạo này cũng gần Tết rồi đó các em. Tết rồi nên nhiều anh em bận việc nên cũng không có thời gian vào game đi chơi. Rảnh giờ nào thì mình chơi giờ đó thôi. Chứ mình không có thời gian mà xuyên suốt để vào game mình chơi được. Dạo này mình cũng ít chơi đâu. Mình ít vào game để chơi đó tại mình rất bận đó các em. Ngay vị trí này là cũng về có sử dụng những vũ khí của người ta để tấn công vào mình và đỏ luôn. Lúc này có sự hỗ trợ của đồng minh của mình các bạn. Hướng đánh là rất nhiều hướng. Hướng công trực diện và có thể là lợi thế này thì đỏ đều quân chạy khắp nơi. Trước thì chỉ bắn chỉ định thôi. Và đồng minh của mình thì anh ta sử dụng những vị thô để rải vào những cái đám khói này. Các bạn cũng đã thấy rồi đó. Còn bắt liên tục như thế này. Ngay vị trí này mình đẩy xe mình lên, mình đánh chỉ định vào cái khu vực mà cái hạt thành viên bự này. Thì đỏ nó quyết tâm là nó tranh hạt thành viên bự đó, nhưng mà số lượng viên của mình ngay vị trí này mình đang dồn lên, mình chấn thủ cái hộp này, mình không cho nó ăn được ha. Map này tương đối là rất gần luôn. Rồi khi vào trận chiến thì mình cũng muốn thử sức nha các bạn. Tại vì mình bắt gặp ngẫu nhiên mình gặp hai người thuộc gia tộc FSG này, anh ta là có sự thông tính mà hẹn nhau trước để chơi rồi. Mình thì ngẫu nhiên thôi, mình không biết là sẽ gặp ai. Nhưng mà vào trận thì mình thấy như vậy, mình cũng muốn thử sức của mình. Sức mình đi tới đâu nha. Số lượng quân của mình đang dàn ở vị trí này công kích để áp lực cho bên đỏ ha. Mình ưu tiên sản xuất xe để tránh thủ hơn. Còn đồng minh của mình sản xuất cho xe và những đơn vị kho để gãi và những khu vực công kích ở giữa map ha. Mình cũng muốn quay những cái video thật hay để up lên cái kênh YouTube của mình để cho các anh em rảnh giờ nào mà vào xem gì đó ha. Các anh em thấy đây, lúc này là phần cơm bắt là liên tục các anh em. Bắt đầu từ phút thứ 10 trở đi là cơm bắt liên tục, không có thời gian nào nghỉ luôn. Trận chiến này kéo dài tới 37 phút rồi. Các anh em cũng đã thấy rồi đấy. Những cái video của mình này mình cố gắng mình làm những video thật sắc nét và những cái tình tiết mà gây cấn trong cái trận chiến này mình sẽ quay lên, mình sẽ tới lúc đó mình sẽ bình luận và mình quay thật chậm để cho các anh em thấy. Những vị trí này là đỏ và vàng đang hợp quân để công kích vào mình đây. Sử dụng những nhân vật kho để hỗ trợ phụ. Thì cái map này thì nói chung là kháng chiến có nhiều phương án để đánh, có thể đánh không quân và con cũng có thể đánh máy bay. Thì trong cái đám khói này là mình thấy xuất hiện những cái đơn vị như lính hai để công kích vào những cái đơn vị xuất của mình đó. Nên mình ưu tiên mình sản xuất ra vài con lính một nha, vài con lính một là để có thể tác dụng của nó là phải đánh chết lính hai, và cũng có thể là đi trên một cái đám khói để giúp mình
lấy tầm nhìn vô giúp mình bắn nhiều cũng được nha các anh. Đây các anh thấy là dưới đây là về phản diện sử dụng viên của anh ta để phân tích tiếp tục các anh thấy đây. Rất nhiều phương hướng đi lắm. Nhiều lúc mà những đơn vị lính một cũng có thể là dùng bia đỡ đạn đó các anh, bia đỡ đạn để giúp mình có thể là tầm bắn của mình sẽ tốt hơn. Lúc này mình đưa cái đơn vị của mình lên mình dồn ép rồi nha, mình dồn ép cho từ con đỏ này lại. Thì đến 250 rất nhiều luôn, mình thấy đây. Kho của anh ta là bây giờ sản xuất ra là khoảng rất nhiều rồi, có thể là đủ để rải vào những cái nhà xe và nhà sản xuất chiến đấu. Thì mình sử dụng xe để công kích thì cũng không thành công nha, tại vì đỏ và dạng học cùng ngay vị trí này có thể là đủ tốt để công kích được nha các anh. Lúc này mình cho quân của mình rút về để mình thủ ha. Ở đây các anh em thấy đây, những đơn vị mình đến của mình đây thì phải xuất hiện những đơn vị xe ngay vị trí này, anh đi đọc bọc về hướng phía sau đó để công kích. Mình cũng đã phát hiện ra nha các anh em, nên đồng minh của mình sử dụng những người kho của anh ta đi rải. Lúc này lính của mình đã phát hiện ra rõ sử dụng những đơn vị xe của anh ta để công kích vào hướng phía sau nè. Nhưng mà thế này hướng phía sau đây, nhưng mà lúc này mình cũng không cần thiết máy nên mình sử dụng những đơn vị quân của mình dọn lên mình tấn công cho nó rút quân về nha các anh. Nếu mà nó không rút quân về nó sẽ chết liền. Vị trí này vẫn có những đường vị khó để công kích vào đường của mình đây. Nếu mà xe nó buộc phải rút về ha anh em, xe nó rút về ngay vị trí giữa nè, nó không thể nào mà dám công kích mình đâu, tại vì ở nhà nó khối chưa có nha anh em, khối nó buộc phải rút quân về để thử thôi. Trong bắt liên tục tiếng hai bên nhìn cái này cũng tiếng cực kỳ cấm luôn. Mình thấy những đơn vị xe của nó mất khói rồi, mất khói thì ra rua và nhíu là không thể nào mà không kích nổi vào những cái đơn vị rút của đồng minh của mình đâu. Và lúc này mình bị đánh tứ hướng, gọi là bị đánh tứ hướng á, thì những đơn vị xe của mình không còn. Vì cái trận chiến này cũng kéo dài nên nguồn lúc mình cũng cho qua tour để cho các anh em xem, và mình chỉ quay những cái khúc mà gọi là công bắt liên tục thôi. Đây là Tết mình cũng lu bu quá, mình cũng cái kênh YouTube của mình cũng có rất nhiều những cái trận chiến hay nha các anh em. Những các anh em xem thì có thể là tìm hiểu và có thể là xem trong trận chiến mình có trận bình luận cái trận mình dài quá thì mình có thể là mình không nhạc như thế này. Khi mình đã 24 thì những khi mà dò những trận chiến để chơi thì thường gặp những tập khoảng 25, 26 và 24 mất nhiều thì những tập khoảng từ những tập khoảng mạnh rất nhiều. Thì mình cũng muốn hỏi là mình cũng muốn chơi hết sức mình, hỏi xem là
khi mà tôi tìm kiếm là cũng cố gắng đánh thức cứu rồi thôi. Chỉ cần mà cảm thấy trận chiến hay là mình sẽ up lên kênh YouTube cho các bạn xem tham khảo không. Thì lúc này mà đang chịu sự áp lực của tài khoản vàng đỏ ha. Đồng minh của mình sử dụng tho để gãi vào những cái nhà xe đây. Trong trực diện này không thể nào thắng được nữa này. Để cho mình xe của mình vị trí này rất nhiều có thể hỗ trợ lẫn nhau được. Xe của mình bỏ nó chạy rất nhanh, khi mà bấm chỉ định nó rất khó trúng luôn các bạn. Khi mà đứng lại mình có thể đánh trúng được chứ khi mà nó chạy mình nó chỉ định rất khó thôi. Thì cái phần cơm bắp là nó liên tục luôn, đánh trên trận chiến này mình không thể nào dời mắt luôn á, cái này không thể nào dời mắt bởi trận chiến này được luôn á. Lúc này tài khoản đỏ có sử dụng những đơn vị xe trong tay để đi bọc vào những phía sau này các bạn. Lúc này mình đưa quân của mình lên tấn công nha. Và lúc này vị trí này mình xây tường, xây tường thủ và mình cho số lượng quân của mình tấn công trực diện nha. Mình thấy lúc này đỏ nó xem quân của nó ở nhà là không có nhiều. Thì tài khoản vàng nó cho số lượng xe của anh ta để qua hỗ trợ phụ. Nên vị trí này là tài khoản đỏ có công kích vào phía sau của mình này. Và khi nắm khó mà đi vô nhà thì sẽ xuất hiện những đơn vị xe và những đơn vị rút của mình và đồng minh của mình có thể thấy đường bắn được nhau này. Chiến đấu rồi, khác thì cho nó một cái nhà xe chiến đấu tan nát rồi ha. Lúc này nó công kích cũng không thành công, đã đang cho số lượng vàng, nó đang cho số lượng qua bên đây đang chuẩn bị công kích mình tiếp tục đây. Đồng của tài khoản đồng minh của mình là sáu rải rất mạnh luôn ha. Ngay vị trí này tài khoản vàng nó cho số lượng xe của ta để làm công kích tiếp tục đây. Thì lúc này xe của mình ít rồi, nên nó thấy xe của mình ít rồi bắt đầu nó cho quân của nó công kích nha, công kích trực diện vào phía tài khoản của mình đây, anh em thấy nè. Và khi mà nó đứng ngoài bắn thôi chứ nó càng vô càng đi sâu vào phía trong nó càng bị thiệt hại các bạn. Thì nãy giờ các bạn nói xem nó cơm mắt liên tục luôn chứ không phải là ngủ gì nữa.
thì đồng minh của mình này, anh ta đẩy bom cũng rất chính xác như thế này, rất chính xác luôn. Lúc này nó đang đi sâu vào phía trong này, đang đi sâu vào phía trong là mình cho xây những cái tháp pháo này, những cái đồ cốt này để trấn thủ. Lúc này vàng và đỏ thì những đường đi xe con nhà xe của anh ta cũng không có còn nhiều. Mình có ưu thế là khi mà đỏ và vàng nó sử dụng quân để công kích đó, thì số lượng quân đều không có điều, không có điều quân nhiều. Tại vì quân nó đi lẻ tẻ thì không thể nào công kích vào được. Cái này chúng ta thấy nó đi lẻ tẻ, khi nó đi càng sâu vào bên trong cũng càng chết như thế này. Chiến này của mình luôn, chứ mà nhà xe của mình bị phá rất nhiều rồi. Sau càng sâu vào phía trong nó càng chết, thì không còn những người thối nè. Tôi vô ở phía trong mình gặp mà khi mà chiến với liên đoàn còn những đơn vị giáp nó rất mạnh, thì càng đi sâu càng vô trong càng chết, đánh phá không được bao nhiêu chương trình. Cái này mình đã thấy đây. Rải vào những cái nhà xe chiến đấu và những cái nhà thối của tập trung vàng và đỏ ha. Khói thì công liên tục luôn. Chiến này nãy giờ cả nhà xe chúng ta thấy là từ con bắt liên tục đều đó. Lúc này mình cho đẩy những cái đơn vị xe mình lên mình hù dọa nó ha. Hù dọa xong rút về. Chiến này mình có sản xuất cho những đơn vị như VTS nha các anh. Còn mình đổi chiến thầy còn sản xuất cho VTS rất nhiều hơn. Rốt bây giờ mình sử dụng đi thủ nhà và sử dụng VTS để hỗ trợ phụ đồng minh của mình. Sử dụng Thor để rải vào những cái đơn vị nhà của tài khoản đỏ và vàng đây. Còn mình đang tranh thủ sản xuất cho VTS và mình hỗ trợ phụ đồng minh của mình nha các anh. Mình chỉ sản xuất xe để thủ nhà thôi. Thấy đây, thì những đơn vị như phòng không của tài khoản đỏ và vàng không có nhiều nữa. Thì lúc này VTS thì nó cũng có lợi thế nha.
sử dụng VTS để mình tổng kết thôi. Ở xem như trận chiến này xem như cũng kết thúc rồi. Chỉ cần đánh tiêu diệt được đội tuyển thủ thôi. Thì mình làm video này up trên kênh cho các anh em xem, nếu các anh em thấy thích thú thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và cho những bình luận thật hay để mình có động lực mình làm những video thật hay mình up lên kênh cho các anh em xem. Kết thúc, cảm ơn các anh em đã xem video ha. Xin hãy để lại chúc các anh em một ngày được vui vẻ và hạnh phúc nha. Xem video thật hay. Victory.